Hello everyone, it's Mujen from TiengAnh.com. So, the lesson today, we will study the lesson C, My House in Unit 3, At Home. Xin chào tất cả các em. Nào, hãy bắt đầu bài học ngày hôm nay với Section C, My House ở Unit 3, At Home nhé. Trước hết là phần vocabulary, từ vựng. Trên slide hiện đang là các từ vựng chỉ nghề nghiệp và các tính từ sở hữu. Chúng ta cùng nhau học nhé. Engineer là kỹ sư. Now come on, engineer, very good. Engineer. Tiếp theo, bác sĩ. Doctor, doctor. Y tá. Nurse, nurse. Now, kỹ sư. Được rồi, bác sĩ. Well done. Y tá. Perfect. Ok, và các từ còn lại hiện đang là các tính từ sở hữu. Cô trò chúng ta cùng nhau học nhé. Của tôi sẽ là mine. Của anh ấy, his. Của cô ấy, her. Của bạn, your. Của họ, their. Của chúng tôi, our. Và của nó, is. Và vị trí các tính từ sở hữu này các em còn nhớ không? Đặt trước danh từ. Right, perfect. Move to the next part. Thông qua cấu trúc câu là we are in our living room, cô trò mình sẽ cùng nhau nhớ cấu trúc để diễn tả nơi chốn của một ai đấy. Ví dụ như là tôi đang ở đâu đấy thì sẽ là chủ ngữ cộng với be. It's am are cộng với in và cộng với nơi chốn. Ví dụ như là chúng tôi đang ở trong phòng khách sẽ là we are in our living room. Vậy chúng tôi đang ở trong phòng ngủ, để ngủ thì sao? We are in our bed. Chúng tôi đang ở trong phòng tắm. We are in the bathroom. Chúng tôi đang ở trong bếp. We are in the kitchen. Ok. Tôi là một bác sĩ. Cấu trúc câu hay là diễn tả nghề nghiệp của một ai đấy, cấu trúc câu sẽ là chủ ngữ như là I, she, he hoặc là tên riêng. Mr. Nam, Mr. David cộng với to be. I thì to be là am. She, he, it hoặc là các danh từ trên tên riêng số ít chúng ta sẽ cộng với to be là is. Cộng với anh. Và chúng ta cộng với nghề nghiệp là teacher hoặc là engineer. Ví dụ ở đây, S cộng B cộng in và cộng với cả nơi chốn là ai đấy đang ở đâu đấy. S cộng B cộng với ân cộng với danh từ chỉ nghề nghiệp thì có nghĩa là ai đấy đang làm nghề gì đấy. Ok, practice one, listen and repeat. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tương tác nhé. Đây là một gia đình rất là hạnh phúc đúng không? Có bố mẹ này, có hai chị em gái. Và câu hỏi đầu tiên mà cô muốn hỏi đến các em đấy là how many people are there in her family? Câu trả lời sẽ là gì? There are four people in her family. One, two, three, four. Perfect. How old is her father? Bố của cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? À đúng rồi, các em hãy dựa vào cái đoạn text ở trong sách giáo khoa của mình. Và câu trả lời là he is 40. Ông ấy 40 tuổi. What does he do? He is an engineer. Là thông tin nó nằm ở phần text ở trong đoạn văn. Bố của nhân vật đang là một kỹ sư. He is an engineer. How old is her mother? She is 35. She is 35. Cô ấy 35 tuổi. What does she do? Vậy thì cô ấy làm gì? She is a doctor. How old is her brother? Vậy thì em trai của cô ấy bao nhiêu tuổi? He is 8. What does he do? He is a student. Anh ấy là một học sinh. Where are they? They are in the living room. Right, very good. Với phần extended knowledge ngày hôm nay, cô muốn cung cấp cho chúng ta những câu thành ngữ để chúng ta có thể pro hơn trong khi chúng ta miêu tả về gia đình của mình. Câu thành ngữ đầu tiên, cha nào con nấy, like son, like father. Ví dụ như là các em trông rất là giống bố của mình. Hay là, đúng rồi, thì chúng ta, người Việt mình nói là cha nào con nấy thì người nước ngoài nói là like son, like father. Máu mủ ruột thịt, flesh and blood, flesh and blood. I love him. He's my brother. He's my flesh and blood. Tôi yêu anh trai của tôi. Anh ấy là máu mủ ruột thịt của tôi. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
men build the house, women make it home. Và người trụ cột gia đình, breadwinner, breadwinner. Ok, đã nhớ bài chưa? Và video ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng cô trò chúng ta đã học rất là nhiều điều bổ ích thông qua video này. Và nhớ hãy lên tiếnganh.com vào trang học khóa học học tiếng Anh lớp 6 và làm bài tập về nhà nhé. Bye bye, see you in the next video.